Tê Chi. Thì dạo gần đây tôi thấy rất là thèm bánh xèo. Nhưng mà các bạn biết là làm bánh xèo không hề dễ các bạn. Để chán những cái bánh mà vừa mỏng mà vừa giòn nó rất là khó. Thì hôm nay mặc dù rất là lừa nhưng mà tôi thì phải thỏa mãn cơn thèm ăn của mình mới được. Nhưng mà nếu mà không chán bằng chảo thì phải chán bằng cái gì đây? Kể đây tôi đến một giải pháp rất là đơn giản cho các bạn. Chính là máy làm bánh tổ ong. Thì bạn nào mà theo dõi kênh Tuti nhiều thì chắc là cũng quen thuộc chai lì với cái máy này rồi đúng không? Hôm nay mình sẽ là bánh tổ ong live bánh xèo. Thì với cái một bánh các bạn sẽ cần chuẩn bị. Ok, thì đây các bạn sẽ cần một gói bột bánh xèo trộn sẵn. Thì mua cái này cho tiện các bạn ha, chứ mình tự trộn cái tỷ lệ bột gạo với bột các thứ á, nó khó điều chỉnh. Thứ hai là nước cốt dừa. Thì cái này các bạn cũng theo tỷ lệ ghi trên bao bì. Thứ ba là hành lá. Thì ở đây tôi đi ăn cũng ít cho nên là tôi sẽ cắt bớt một nửa cái lượng bột này đi. Tức là 400g này tôi chỉ làm 200g bột thôi và tương đương là sẽ cắt tất cả một nửa. Các bạn nhớ lấy bớt gói bột nghệ phía trong ra. Tiếp theo chúng ta sẽ cho nước cốt dừa này vào 450ml. Các bạn cho gói bột nghệ vào. Các bạn khuấy cho tan đều hết luôn nha. Và sau khi đã khuấy tan bột rồi mình sẽ cắt hành cho vào. Dao hay dùng kéo ta? Kéo thì cho nó nhanh. Đây chỉ là cái làm mà các bạn quá lười thôi nha. Còn nếu mà có thời gian thì các bạn cắt bằng dao cho đàng hoàng nha. Ok, xong phần bột. Quên, các bạn nhớ bỏ thêm cái trứng vịt nữa để cho bánh dễ tróc ra nha. Tan. Để sang một bên. Tiếp theo sẽ là phần nhân. Về phần nhân ở đây tôi sẽ làm bao gồm thịt heo, tôm, giá cùng với hành tây. Chúng ta sẽ cắt lát mỏng ha. Tôi thì dở cái phần cái vụ cắt lát mỏng các bạn. Chuyên gia cắt méo xẹo. Bỏ vào đây. Bây giờ tôi sẽ đem xào cái phần nhân trước cho nó chín. Ây da. Cho miếng dầu vào. Cái đám này sẽ cho thịt và tôm vào. Cái này nêm một xí muối vào ha. Rồi chúng ta cho tôm. Xào xào xào. Chúng ta phải xào cho chín sơ chứ các bạn. Tại vì cái máy này nó không có đủ độ nóng. Bây giờ chúng ta bắt đầu làm bánh xèo thôi.
thơm quá các bạn ơi. Bây giờ trước khi đổ bánh còn một cái quan trọng ta phải làm, đó chính là nước chấm. Thì nước chấm của tôi ở đây tôi sẽ làm tỷ lệ là 3 mắm, 3 giấm, 3 nước và 2 đường. Sau khi ở đây đủ rồi, người ta sẽ tiến hành đổ bánh xèo. Đầu tiên các bạn cắm điện vào máy ha. Rồi chúng ta cho dầu ăn lên. Yuhuu, trời mưa rồi. Mưa nhâm nhi bánh xèo. Ồ, thơm quá, thơm quá. Ồ. Gặp phải đường không ta? Xong một cái bánh xèo. Cái này chỉ là các bạn sẽ tốn chút xíu thời gian khi các bạn xào đồ này thôi, còn nấu cái này là bao nhanh tiện nữa. À mà chưa kể làm chỗ này rất là ráo dầu các bạn. Các bạn hàng làm đây là không có miếng dầu rồi đúng không? Nó rất là ráo dầu. Cái cỡ bánh này làm tôi liên tưởng đến bánh xèo miền Trung các bạn đúng không? Tôi sẽ nấu trong 2 lần ha. Cái này cũng 2 lần ha. Ta ta. Hết sảy không bà bảy. Bây giờ tôi nhờ thử thành quả nha. Wow, còn bốc khói luôn. Tuyệt vời mật dầu. Ngon lắm các bạn ơi. Nó không có dầu mỡ thì nó rất là ngán, nó không có ngán. Hết tiểu chê. Thank you.
gói vào. Rất là ngon, xuất sắc kì, tức là không ngon xuất sắc rồi nhưng mà ăn được các bạn. Thì tôi vừa thử làm bánh xèo bằng cách khá là lạ. Và các bạn cũng có thể thấy là kết quả không tệ xíu nào đúng không? Rất là ok. Thì bạn nào có máy làm bánh tô ong ở nhà thì các bạn có thể thử xem sao nha. Và mong là các bạn sẽ thích video này. Tạm biệt.